Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo new một cái frame mới ha. Test. Rồi chúng ta tạo chung ở đây cho nó dễ thấy. Phía trên này chúng ta sẽ để một cái label. Tên đi. Tên. Rồi, ở đây chúng ta có một cái test. Rồi, edit test chỗ này bỏ. Rồi, chúng ta sẽ đặt ở đây trên value nó txt họ tên. Rồi chỗ này họ và tên. Một cái label nữa, chúng ta sẽ đổi chỗ này thành quốc tịch đi ha. Giới tính trước đi, giới tính. Giới tính thì chúng ta có thể cho lựa chọn kiểu gì? Ok, nam nữ thì chúng ta sẽ sử dụng radio box ha. Rồi, radio box. Ok. Nam. Nữ. Khác. Ok. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ tạo thêm một cái nữa là custom button group. Button group chỗ này của chúng ta sẽ set cho nó là tên group giới tính. Rồi, ở chỗ này đâu rồi? Rồi, button group nữ khác. Rồi, được chưa? Rồi, ok. Như vậy cái chỗ này chúng ta có thể set cho nam selected chết vô, thì bản thân khi mà nó khởi tạo lên thì ít nhất là có một bạn là giới tính nam hoặc nữ, cho nên mình set trước cho nó luôn. Không, chứ còn không chọn thì mất công mình phải chọn ít nhất là cũng phải là 33%, đúng không, hoặc là trên, nam nữ khác thì đa số mình đều có giới tính hết, cho nên mình set trước. Rồi, ở chỗ này mình có thể là mình thêm một cái nữa là quốc tịch chẳng hạn, hoặc là quốc tịch đi. Thì mình sẽ có là gì? Combo box. Rồi, combo box của mình ở chỗ này mình sẽ để là Việt Nam phẩy Mỹ phẩy Hàn Quốc phẩy Nhật Bản. Ok. Rồi gì nữa nào? Sở thích. Rồi sở thích của chúng ta. Checkbox. Chúng ta sẽ sử dụng checkbox ở đây.
Rồi, ví dụ chỗ này bóng đá ok du lịch thể thao hoặc du lịch hoặc là nghe nhạc. Chơi game. Rồi, ok. Table. Rồi mình kéo cho nó dài dài tí, nó khỏi đẩy các cái đối tượng kia đi. Rồi mình kéo table ra. Tại mình nếu mà mình không kéo dài cái nó đẩy mấy đối tượng kia đi. Rồi ok, view lên thôi. Hả? Như này ở bên này mình thêm một số cái nút nữa, thêm xóa sửa nữa. Put them. Thêm. Xóa. Sửa. Rồi ok. Ví dụ như là tạo mới đi. Rồi chỗ này mình sẽ lưu. Chỗ này sẽ sửa. Xóa. Rồi ok. Chỗ này tên, tên họ tên xong rồi à, Radio Pop Nam Radio Pop Nữ Radio Pop Khác. Rồi chỗ này à, Campo Box quốc tịch. Chỗ này sở thích Chết Box. Chết Box, Chết Box à, bóng đá. Chết bóc du lịch. Chết bóc nghe nhạc. Chết bóc chơi game. Rồi table T B L list đi. Danh sách đó. Mình muốn ghi gì cũng được. Rồi ok, đối với cái table này thì mình sẽ lưu gì? Mình có thể set cái container nó trước hoặc là set sau cũng được. Mình có thể set column nó trước. Column của nó là mình sẽ có số thứ tự.
họ tên, rồi mình sẽ có là giới tính, rồi mình sẽ có là quốc tịch, rồi mình sẽ có nữa là sở thích. Ok, rồi đó. Như vậy khi mà mình nhấn mới thì những cái này nó sẽ reset lại cho mình, đúng không? Họ tên nó reset. Rồi khi nhấn lưu là dữ liệu trên này nó sẽ đẩy xuống dưới đây. Sửa là mình nhấn click dưới này một cái dữ liệu thì nó hiện ngược lên, và mình có thể thay đổi họ tên, rồi giới tính khác, quốc tịch khác, sở thích khác. Xóa, tức là mình xóa một dòng ở đây. Rồi ok, thêm xóa sửa. Chỗ này mình sẽ làm cái button này trước đi. BTN lưu. Rồi khi mà sử dụng cái BTN lưu này á, mình sẽ làm gì? Trước tiên mình sẽ coi thử là dữ liệu mình lấy ra nó có cái gì. Mình sẽ lấy cái dữ liệu ra nó có cái gì cái đã, để mình mới biết đường là nó ở đâu ra. Thứ nhất là tên nè, rồi giới tính nè, rồi Việt Nam nè. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ sử dụng cái tên đi, tên. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có string tên bằng gì nào, txt họ tên chấm get test, là chúng ta lấy ra được tên. Rồi bây giờ đối với gì nữa nào, giới tính thì chúng ta biết giới tính nam nữ hay là khác. Như vậy ở chỗ này để có được giới tính thì chúng ta sẽ string đi. Trước tiên chúng ta sẽ có cái combo box, cái gì quên rồi, radio box, nam chấm. Mình sẽ kiểm tra cái check it. Đối với radio box select, get radio box get round get get select. Ok, get select icon nó là cái gì quên được ta. Is selected. Rồi ok, như vậy chỗ này mình coi thử là cái nào select ha, cái nào select. Như vậy thì ở đây cái phần selected nè, nếu như mình sẽ có ở trên này, mình sẽ khai báo một cái giới tính đi, trên giới tính bằng null. Rồi xuống đây mình sẽ kiểm tra, nếu nếu như mà cái radio box nam x
selective tức là nếu được được chọn ha, nếu được chọn thì làm gì, nếu được chọn thì giới tính bằng nam, còn không nếu nếu như radio box nữ chấm selected, nếu như mà nữ được chọn thì giới tính sẽ bằng nữ đó. Nếu nam được chọn giới tính bằng nam, nữ được chọn giới tính bằng nữ, còn không thì giới tính sẽ bằng khác. Ok, nhưng mà mình có được giới tính rồi. Tiếp tục mình sẽ có một cái nữa là quốc tịch. Quốc tịch mình cũng cho bằng rỗng trước. Như vậy quốc tịch thì mình sẽ sử dụng đến Combo Box. Như vậy cái Combo Box của mình chấm. Như vậy ở trong này Combo Box thì mình sẽ có cái get. Get ở đây nó là get select, get input, get đây, get select index là một ha, là nó sẽ lấy ra cái vị trí mình select, rồi get select item là nó lấy ra cái đối tượng. Ok, như vậy mình có thể là get cái object này ra. Ví dụ như mình chọn cái số 1, số 2, số 3. Rồi chỗ này mình sẽ test thử đối với lại cái item này của mình nó sẽ ra cái gì. Được chưa? Nếu như mà với một đối tượng mà các bạn chưa có rõ thì các bạn có thể là chạy debug để các bạn xem được cái đoạn code của mình nó ra cái gì. Thì các bạn bấm vào phía trước mỗi dòng này nè, nó có cái dấu màu đỏ nè. Không? Thì lúc này mình lấy chuột phải, mình chọn không phải rin file mà debug file. Được chưa? Rồi ok. Đó, mình lên cái bảng, mình chọn họ và tên. A, quốc tịch nam, bóng đá, mình chưa làm gì hết, bấm lưu. Rồi chỗ này nó đang chạy vô trong. Đây, này là chạy thêm từng dòng step over. Họ tên chỗ này của mình, tên chưa có gì hết, chưa khai báo luôn. Nó để là không hiểu nè. It not acknowledged variable, chưa hiểu. Bấm tiếp nè. Rồi, tên nó hiểu rồi đó. Và nó lấy được chữ A, đây nó hiển thị dưới này nè, tên chữ A nè, kiểu string. Mình rất là dễ theo dõi. Rồi tiếp tục. Mình bấm tiếp, giới tính rỗng. Quốc tịch rỗng. Rồi bây giờ mình xuống nè, radio box nam. Đó, nếu như mà mình muốn kiểm tra thì mình bấm vô cả cái đoạn này luôn. Đó, nó còn chọn là true nè, tại vì hồi nãy mình chọn giới tính nam. Còn giả sử như mà mình đây radio box nữ đi. Chọn cả cái hàm này luôn, nó báo là false, bởi vì mình đâu có chọn đâu. Rồi, ok, mình đi tiếp nè. Rồi, giới tính bằng nam. Xuống dòng mình chọn là combo box quốc tịch, get item, nó sẽ ra chữ Việt Nam. Được chưa? Như vậy nếu mà mình get index á, là nó ra số 0, còn mình get item thì nó ra chữ Việt Nam. Thì tùy cái mình get cái gì. Được chưa? Như vậy thì mình chỉ cần get item là mình lấy được chữ Việt Nam, chữ Mỹ hoặc là chữ gì đó. Được chưa nào? Rồi ok. Rồi còn cái gì mình chưa thử nữa. Sở thích mình chưa chọn thì mình chưa có gì để mình thử ha. Như vậy chỗ này chúng ta đã có được quốc tịch. Như vậy chỗ này mình sẽ là quốc tịch bằng combo box quốc tịch get
quốc tịch ở trên này chưa có hả? Quốc tịch bằng string. Tại sao chỗ này nó báo lỗi? Nó nói là không convert qua được. Không. Cái get item của mình là một đối tượng. Mặc dù mình thấy nó là chữ Việt Nam nhưng mà nó không hiểu. Như vậy thì có thể mình sẽ thử mình chỗ này mình ép kiểu nó qua thử coi nó có chịu không. Được ha. Mình ép kiểu qua string, tức là từ cái object mình ép qua string là nó chịu. Đó. Rồi tiếp tục mình coi cái sở thích nè. Bây giờ sở thích của mình thì cũng tương tự như vậy. Mình có cái checkbox bóng đá chấm it selected. Đó thì mình cũng kiểm tra, nếu như cái sở thích mà được chọn thì mình thêm vào sở thích, còn không thì thôi. Rồi ra như vậy thì mình cũng kiểm tra từng thành phần thôi. Thì ở trên này mình cũng khai báo một cái string là sở thích. Sở thích rỗng. Rồi dưới này mình sẽ kiểm tra nếu nếu như checkbox bóng đá it selected nếu mà được chọn thì sở thích bằng sở thích cộng với gì, cộng với để coi thử nào, thử coi chết bóng đá get test đó, mình get test luôn cho nó nhanh khỏi cần phải 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 đi dài dòng. Tại hồi nãy ở chỗ mà bên này mình đã để chữ bóng đá rồi nè, mình lấy chữ bóng đá luôn. À, rồi tương tự như vậy mình sẽ kiểm tra các cái đối tượng khác. Bóng đá xong rồi, bây giờ checkbox gì nữa đây? À, chơi game đi. Rồi nếu chơi game chọn thì chỗ này sẽ checkbox chơi game. Nó sẽ bị sát nhau á, nó sẽ bị sát nhau á. Này chỗ này trước khi mình cộng thêm cái chơi game, mình có thể cộng thêm một cái chuỗi dấu phẩy đó để cho nó có cái dấu cách ra. Rồi tương tự như vậy thì nếu chỗ này mình chơi game xong rồi du lịch đúng không, phải cộng với checkbox du lịch. Rồi nếu như không đi du lịch thì nghe nhạc, thì sở thích cộng với nghe nhạc. Rồi như vậy là mình đã có xong cái sở thích của mình xong rồi đúng không. Rồi tất cả các đối tượng mình đã xong, bây giờ mình sẽ chuẩn bị để thêm vào table nè. Như vậy ở chỗ này mình sẽ thêm vào table của mình. Vậy cái table này mình làm sao mình xử lý nó? À, như vậy thì ở chỗ này mình sẽ khởi tạo cái table này trước. Table này trước. Bởi vì á tí nữa mình thấy là làm mới hoặc lưu hoặc sửa hoặc xóa gì thì nó cũng liên quan đến table hết. Được không? Nhưng mà nếu như mà mình khai báo cái table ở trong cái phương thức của cái nút lưu này thôi thì các nút khác không xài được. Các nút khác không xài được. À, nếu mà mình khai báo ở trong này gọi là biến nội bộ, biến cục bộ thì bên ngoài không biết, không thấy. À, ok, cho nên mình khai báo ở trên này, khai báo một cái biến
mà nó sẽ là liên quan đến toàn cục table default. Chúng ta sẽ chọn default table mode ha. Đây default table, đây rồi. Đây các bạn sẽ chọn default table mode nè. Để mà mình khai báo cho cái table này. Đó, default table mode khi mà mình thêm vào tự động nó import cái class của mình vô thì mình chọn là table list đi. Bằng chỗ này default table mode. Rồi cái table của bên kia của mình là cái gì? Hồi nãy mình đặt biến cho nó đó. Đây, tblist nè. Thì tblist t, ủa không có là sao? Khoan nào. Rồi vô cái hàm này đi. TB TB bằng bằng default table mode tbl list chấm get mode. Rồi ok, như vậy thì mình khai báo cái biến đó là ở trên, ở bên ngoài tất cả các hàm luôn, để cho nó trở thành biến toàn cục được chưa. Rồi ở phía dưới ngay cái hàm test này nè, là hàm khởi tạo của cái form này á, thì mình bắt đầu mình mới lấy cái get mode vô. Rồi cái này là khởi tạo cái bảng nè, xuống dưới ở chỗ này mình đã lấy dữ liệu xong rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho thầy một cái vector, tạo cho thầy một cái vector. Vector bằng new vector vector bằng new vector object hoặc là vector. Để cho object đi. Object bằng new object. Ok. Object data row bằng new object. Rồi dữ liệu của mình có hồi nãy bên cái bảng của mình là cần gì, số thứ tự rồi đến tên đến quốc tịch đúng không. Cái bảng của mình có số thứ tự, tên, giới tính, quốc tịch, sở thích. Rồi như vậy số thứ tự của mình, số thứ tự, à như vậy nó phát sinh số thứ tự bây giờ mình chưa biết là bao nhiêu đúng không. Như vậy thì tí nữa mình sẽ tính sau đi. Số thứ tự mình cứ để vô số 1 đây, tí nữa nó sẽ bị lỗi. Mình xử lý cái sổ số thứ tự này sau. Rồi cái thứ hai là tên. Rồi cái thứ ba nữa là gì quên rồi. Giới tính. Giới tính. Tên là ở trên này là mình để tên hả? Tên. Rồi. Giới tính phải quốc tịch đúng không? Phải sở thích đó. Rồi ok, rồi cái table của mình hồi nãy mình mới tạo ở trên á, mình sẽ chọn là thêm dòng,
thêm dòng của mình. Rồi, nó sẽ có một chút xíu lỗi, tí nữa mình sẽ xử lý sau. Đây, thử xem nào. Họ tên Hùng, giới tính nữ, quốc tịch Hàn Quốc. Thế mới đọc. Rồi, ok, lưu. Rồi, như vậy chỗ này mình thấy là số 1, Hùng, nữ, quốc tịch Hàn Quốc. Được chưa? Đó, như vậy thì nó đẩy xuống dưới. Bây giờ mình sẽ vô mình xóa mấy cái dòng này trước đi. Rồi, bây giờ thêm bạn thứ hai, bạn Dũng. Rồi, quốc tịch Nam, sở thích du lịch, chơi game. Rồi, quốc tịch Nhật Bản, lưu. Được chưa? Đó, như vậy ở chỗ này thì nó bị chút xíu lỗi chỗ này nè. Đó, mình sẽ xử lý chỗ này là một, vị trí của mình là hai. Được chưa? Như vậy chỗ này mình xử lý cái gì? Trước tiên mình xử lý là số dòng của cái thằng này. Số dòng của thằng này là khi mà nó khởi tạo xong á thì nó cho cái số dòng của nó là về 0. TB list chấm set count, set row count nè, bằng 0, tức là tất cả các dòng là đều bằng 0 hết, là không có dữ liệu. Set row count bằng 0. Thấy chưa? Hồi nãy là nó có trắng trắng, nó có mấy dòng trước nè, bây giờ không có. Ha, a nữ du lịch. Ok, lưu. Dòng đầu tiên, thấy không? Được không? Rồi, như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ thêm cái bảng tiếp theo á. Thì có phải là chúng ta sẽ đếm thử là trong bảng có bao nhiêu record rồi đúng không? Thì chỗ này chúng ta sẽ khai báo một cái biến in là count đi. In count bằng 0 chấm phẩy. Tức là lúc đầu mình vô mình khởi tạo một cái biến toàn cục là số lượng bằng 0. Rồi khi mà khởi tạo tất nhiên là nó bằng 0 rồi, đúng không? Rồi, rồi sau đó thì ở trong cái biến lưu này của mình nè, khi mà mình khởi tạo lên thì bản thân mình set bằng 0 thì số lượng dòng bằng 0. Vậy bây giờ mình làm sao để mình biết được là có bao nhiêu dòng? Thì ở chỗ này nè, khi mà mình bấm nút lưu á thì trước khi mình thêm thì mình lấy cái count, count bằng gì, tb list chấm get row count. Get row count tức là mình xem thử là trong cái bảng của mình hiện nay có bao nhiêu dòng, được không? Bảng bao nhiêu dòng. Như vậy ở dưới này cái chỗ mà thêm số thứ tự này nè thì count sao, nếu mà mình để vô count được không, count được không? Rồi, count. Rồi mình coi thử ha, count thì nó sẽ cũng nhảy y chang vậy luôn á, nó nhảy hoài chỗ đó luôn, cho nên chỗ này mình để là count cộng cộng, tức là tăng lên một đơn vị. Chứ còn không nó nhảy số thứ tự, cứ nhảy số 0 hoài. Bởi vì count lúc đầu nó bằng 0. Rồi đó, chỗ này coi chừng bị lỗi nè. Rồi mình chạy nè. Bạn A. Rồi bóng đá, lưu số 0. Rồi ok. Bạn B, nữ du lịch, lưu số 1. Rồi bạn C, nghe nhạc Hàn Quốc số 2. Nhưng mà như vậy số thứ tự là chưa đúng. Đúng rồi, là tính từ 1. Như vậy chỗ này hồi nãy thầy nói đó, cao cộng cộng là vậy đó. Tức là mình lấy số lượng xong mình cộng lên 1 là cao cộng cộng. Cao cộng 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 cao. Rồi coi chừng chỗ này nữa ha, cộng cộng cao, cao cộng cộng hôm trước cái hồi mà mình học si á. Rồi chú ý chỗ này nha. Rồi
Nếu như mà không đúng thì mình sẽ phải cộng cộng cao. A lưu, thấy không? Sai thế chưa? Đó, như vậy chỗ này mình sẽ là phải cộng cộng cao. Bây giờ mình mới thấy có tác dụng đó. A lưu 1, B lưu 2, được chưa? Như vậy thì dữ liệu của mình bây giờ là đã tạm vô rồi đó. Rồi mình chỉ xử lý đến đây đi. Mình cứ làm từ từ. Mình thêm từng thành phần thôi chứ không cần làm gấp. Được thế nào? Ok, chúng ta xử lý đến đây, rồi từ từ chúng ta sẽ xử lý tiếp.